Sau khi kích hoạt tính năng email marketing để cài đặt nhanh, bạn hãy làm các bước như sau. Bạn hãy vào đăng nhập vào trang quản trị website của bạn rồi kích vào phần ứng dụng. Trong phần ứng dụng, bạn hãy tìm đến phần Mailster. Ở phần Mailster sẽ có một cái nút là cài đặt từng bước, bạn hãy bấm vào nút này. Sau khi kích vào phần cài đặt từng bước sẽ có giao diện như sau, bạn hãy kéo xuống bên dưới, kích vào phần bắt đầu. Ở phần trên cùng, phần thông tin cơ bản, tên người gửi chính là cái tên mà khách hàng của bạn sẽ nhận được một cái email từ đây, từ tên người gửi này. Ví dụ tên người gửi ở đây tôi sẽ ghi là iGroup. Email người gửi, đây chính là cái email mà khách hàng đã nhận được từ bạn. Ví dụ ở đây tôi sẽ ghi là igroup@gmail.com. Phần email trả lời là phần khi khách hàng trả lời lại cái email của bạn thì cái email đấy sẽ được gửi về đâu. Phần logo chính là phần mà hiển thị một cái logo nhỏ ở phía góc trái phía trên khi bạn gửi mail cho khách hàng. Bạn hãy chọn logo của doanh nghiệp của bạn. Phần liên kết logo bạn bỏ qua, phần công ty bạn hãy nhập công ty của bạn đây. Phần bản quyền thì cái phần year với company bạn để nguyên. Và phần bản quyền đã đăng ký này bạn sẽ nhập bản quyền của bạn vào, ví dụ iGroup. Sau khi nhập xong các phần trên, bạn kích vào bước tiếp theo. Ở bước tiếp theo này, bạn hãy kéo xuống dưới và kích vào tạo trang bảng tin. Ở bước cổng mail, bạn hãy kích sang phần Gmail rồi nhập tên tài khoản và mật khẩu email của bạn vào đây. Phần mật khẩu, bạn cần nhập đúng mật khẩu email của bạn để hệ thống có thể đăng nhập được vào và gửi mail cho khách hàng của bạn. Rồi kích vào sử dụng Gmail làm cổng gửi email. Tiếp theo, bạn kích vào bước tiếp theo. Rồi kích vào OK, đã nhận nó. Như vậy bạn đã hoàn thành phần cài đặt nhanh của email marketing. Và hãy xem những video và những bài hướng dẫn sau để có thể hoàn thiện phần email marketing cho website của bạn. Chúc bạn thành